quý vị, hôm nay ngày 3 tháng 1, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì hội nghị trực tuyến của Chính phủ với địa phương nhằm tổng kết công tác năm 2022 và triển khai kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2023. Cùng dự tại điểm cầu trụ sở Chính phủ có Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng. Dự tại điểm cầu thành phố Đà Nẵng có Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị thành phố Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố Lương Nguyễn Minh Triết và Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Lê Trung Chinh. Phát biểu khai mạc hội nghị, Thủ tướng Phạm Minh Chính nêu rõ, năm 2022 tình hình thế giới biến động nhanh chóng, phức tạp, khó lường, nhiều vấn đề chưa có tiền lệ khó khăn hơn so với dự báo. Thế nhưng nhờ sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị từ trung ương cho đến địa phương, sự ủng hộ tham gia tích cực của nhân dân, cộng đồng doanh nghiệp và sự quan tâm giúp đỡ của bạn bè quốc tế, kinh tế Việt Nam đã có một năm phục hồi và tăng trưởng rất mạnh mẽ, vượt kỳ vọng và tiếp tục đạt được những kết quả quan trọng toàn diện ở hầu hết các lĩnh vực. Tăng trưởng GDP của nền kinh tế ước đạt 8,02%, là mức cao nhất kể từ năm 2011 đến nay. Lạm phát được kiểm soát ở mức là 3,15%, thấp hơn mục tiêu đề ra. Có 13 chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch, xấp xỉ đạt 1 chỉ tiêu và chưa đạt 1 chỉ tiêu. Có nhiều điểm sáng đáng mừng về quy mô GDP, thu nhập bình quân đầu người, kim ngạch xuất khẩu, nhập khẩu, xuất khẩu nông sản, thu ngân sách nhà nước, vốn FDI thực hiện, số doanh nghiệp thành lập mới, công tác xây dựng pháp luật, cải cách thủ tục hành chính, tinh giản bộ máy, phát triển nguồn nhân lực, đổi mới sáng tạo, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh được quan tâm. Các lĩnh vực văn hóa xã hội được quan tâm chú trọng hơn, quốc phòng an ninh đối ngoại được tăng cường, công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực được đẩy mạnh. Kết quả này là động lực quan trọng để cả nước thực hiện hiệu quả nhiệm vụ chỉ tiêu kinh tế xã hội năm 2023.